Bữa hổm đó anh có tặng cho em cây kẹp, bây giờ em tặng lại cho anh nè. Công em thức theo hổm nay luôn á. Thôi em cất đi, anh không lấy đâu. Anh mà không lấy á, em không về đâu. Được rồi, đứng đây chờ tới khuya luôn đi. Được, em sẽ đứng đây coi cuối cùng anh có chịu lấy không. Trời, nhỏ này á, nó lì y như tao vậy đó. Thôi nhận đại đi, cho nó về. Thôi cậu ơi, cứ để cho dân đứng đây đi, ở đây nhiều muỗi lắm á. Đứng một hồi muỗi bu nó cắn chịu không nổi á, tự động đi về à. Nếu con mà nhận á, mai mốt bày nhiều trò lắm. Đứng đây đi, anh đi tắm á nha. Anh tắm ở đâu? Anh cởi hết đồ, nhảy ôm xuống đây tắm. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà tắm vậy có sạch không? Thì sạch sao không sạch? Kỳ người thì sạch thôi, đi ghe ai không tắm vậy? Sạch chứ sao không sạch trời. Nhảy dưới người ta lặn, ta kỳ, sạch bón với gì. Sợ ai đi ghe không lặn. Nhỏ lớn tao cũng làm vậy không, giờ sạch bón nữa. Thi cử đến nơi rồi, ngồi đó làm gì? Con đã nói chừng nào anh Tốt lấy khăn của con thì con mới về. Trời ơi, anh nói là anh không có lấy đâu mà. Đem về đi. Mệt hay đứa bay thiệt chứ. Bả tình yêu này sao tao thấy lu bu quá trời quá đất rồi. Mà chú cũng vậy thôi. Tao nói chung chung vậy đó, từ già cho tới trẻ. Đụng tới gái là tao thấy rối à. Tốt ơi. Dạ. Nó về rồi Tốt ơi. Nó chịu hết nổi rồi. Con nói mà, chờ ngồi không được cũng về à. Mũi cắn chịu đâu có nổi đâu. Cái trò con nít mà cậu. Anh Tốt. Anh Tốt. Trời đất ơi, Tốt ơi. Nó trở lại Tốt ơi. Nó trời Tốt ơi. Nó trời, nhổ ghe. Vậy là coi như anh nhận rồi đó nha. Ủa vậy cũng được đó hả con? Dạ, được chứ sao không chú. Giống như là ở trong phim vậy đó. Ném một cái.